Chào các bạn đã quay trở lại với channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Bây giờ Nắng Ấm sẽ làm một video chủ đề ngày hôm nay là cuộc sống ở Mỹ rất là stress về đi làm. Và Nắng Ấm muốn nói về vấn đề này để chúng ta chuẩn bị tâm lý để khi mà qua Mỹ chúng ta không có bị sốc. Và khi mà mình nói về vấn đề này thì những bạn sống ở Mỹ cũng hiểu là mình đang nói gì. Sau video này thì Nắng Ấm hy vọng là mình sẽ xuống dưới nấu một món gì đó để quay cho các bạn xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính. Làm việc ở Mỹ rất là căng thẳng. Tại sao căng thẳng? Nắng Ấm cũng không hiểu tại sao nó lại rất là căng thẳng. Trong khi việc làm hiện tại của Nắng Ấm mình biết là rất là nhẹ nhàng hơn so với rất là nhiều người ở Mỹ. Tuy nhiên khi mà mình làm 8 tiếng ở Mỹ, là như Nắng Ấm có chia sẻ thì hãng của Nắng Ấm họ không có bắt buộc mình phải ở trong hãng đúng 8 tiếng, mà họ chỉ muốn mình làm đúng cái công việc của mình, xong công việc thì mình có thể về hoặc nghỉ ngơi hoặc là ăn uống này nọ. Nhưng mà khi các bạn tưởng tượng 8 tiếng mình làm việc ở Mỹ nó khác như làm việc ở Việt Nam. Mình làm việc ở Việt Nam mình có rất là nhiều cái thú vui khác, mình đi ăn vặt, mình đi chơi sau khi mình đi làm về. Còn ở Mỹ khi mà mình đã đi làm về mình chỉ đi thẳng về nhà thôi. Tại vì cái đường đi nó rất là xa, Nắng Ấm cũng may mắn hiện tại đi làm rất là gần. Nhưng mà hồi xưa Nắng Ấm đi làm thì 30 phút lái xe, đó là cũng gọi là gần. Có những người lái xe 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi mỗi ngày, nếu mà kẹt xe thành ra 2 tiếng đi, 2 tiếng về là 4 tiếng trên chiếc xe hơi, nó rất là tốn thời gian. Và khi mình đã mệt rồi mình vào hãng mình phải làm. Làm ở đây mình làm mình lấy tiền của người ta thì không phải là mình làm là chơi chơi, mình cũng có tiền. Nếu mà mình làm không có đúng nhiệt tình hay là không có đúng thì mình sẽ dễ bị đuổi việc. Nắng Ấm nói ở đây là tất cả những ngành nghề, từ làm nail, làm tóc, đi làm hãng không có bằng cấp, là làm di truyền, cho tới làm hãng có bằng cấp bình thường, và cho tới những nghề buôn bán xe cộ, buôn bán nhà cửa, tất cả mọi người đều làm việc rất là cực lực để có một số tiền đem về. Còn nếu mà mình làm nhàn hả, mình làm lúc có lúc không thì mình sẽ không trụ được vào bất cứ ngành nghề nào ở Mỹ hết. Thì ở đây cái cuộc sống nó căng thẳng như vậy thì cũng khá là quen đối với những người ở Mỹ. Thì khi mà các bạn qua những người mà chăm làm chịu khó thì cảm thấy cái chuyện nó rất là bình thường. Nếu mà mình làm thì mới có ăn. Thì có những người nghĩ thì nếu mà không quen cái cực khổ như vậy thì qua thì cũng nhàn nhã một thời gian, nhưng mà rồi mình cũng phải lao ra đi làm thôi, cho dù mình có tiền nhiều mình ăn núi nó cũng lỡ. Trừ những người rất là giàu. Có những người Việt Nam Nắng Ấm biết rất là giàu đến nỗi mà họ qua đây họ có thể mua tiền mặt 3 căn nhà, mỗi căn nhà 1 triệu, rồi họ có tiền nhà bank, rồi họ từ từ họ tính tiếp. Thì khi mà mình có tiền như vậy á, thì mình rất là dễ xoay sở một chút. Mình chỉ deal với là mình phải đối diện với tiếng Anh này nọ thôi. Nhưng mà khi mà mình không có tiền á, mình qua mình rất là sốc về mọi thứ. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ nói chính về việc đi làm ở Mỹ. Thì đó, mình đi làm từ thứ 2 cho đến thứ 6 liên tục 5 ngày. Sáng các bạn dậy sớm là lo đi làm, rồi đi làm được một chút thì mình ăn trưa. Ăn trưa xong mình làm đến chiều là mình phải chạy lái xe thẳng về nhà. Về nhà những người mà có chồng như Nắng Ấm thì hai vợ chồng mà chưa có con cái thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Thì mình cũng chỉ nấu ăn hoặc mình nấu một ngày mà cho 2 ngày, hoặc mình đã nấu ăn rồi thì mình ăn uống, mình tập thể dục, rồi mình dọn dẹp một chút, là mình lo cho cái bản thân của mình, tắm rửa này nọ đó, rồi mình lo đồ ăn cho ngày mai mình đi làm. Thì cái máy quay cuồng nó cứ vậy, nó quay cuồng. Còn những người có con cái thì rất là cực. Nếu mà những người có con cái ở đây mà có ba mẹ là người Việt Nam mà ở chung với mình mà giúp đỡ lo cho em bé thì rất là may mắn. Còn nếu mà mình không có ba mẹ thì đó là một cái rất là bận. Có nghĩa là mình đi làm về mình phải ghé mình đón con mình, mình đón con về mình phải tắm rửa cho con, tắm rửa cho bản thân mình, nấu đồ cho con mình ăn, mình cho bản thân mình ăn, chồng con, rồi sau đó chồng vợ vợ chồng đều chuẩn bị thức ăn để mai đi làm. Rồi trước khi đi làm mình phải rước đưa con mình đi học, và một người phải đưa con đi về lúc mà, tại vì bé học chỉ đến 2-3 giờ, nếu mà các bạn muốn cho bé học after school thì phải đóng thêm tiền. Thì cái cuộc sống nó cứ quay cuồng như vậy. Thì tại vì ở đây đi làm ai cũng rất là mệt, cho dù công việc mình nhẹ nhàng hay cực nhọc. Cực nhọc đi làm chân tay mình sẽ cực khổ hơn, nhưng mà đi làm mà
đầu óc nhẹ nhàng một chút như nắng ấm thì nó cũng bị stress về tất cả những thứ. Tại vì nếu mà mình làm về chuyên môn á, thí dụ mình làm về cái chất này chất kia để mình tạo này tạo kia hoặc mình nghiên cứu thì cái độ chính xác cần phải cao, chứ không phải mình làm đại làm đến, mình làm ẩu mình làm tả thì không có được. Thì đó, cái giờ giấc đi làm dậy, ví dụ mình đi làm 8 giờ 6 giờ mình về mình phải lo cơm nước này nọ. Thì như Nắng Ấm đã có chia sẻ vào trả lời câu hỏi thì các bạn có một giờ nghỉ đang lên 15 phút nghỉ buổi sáng, buổi chiều là 30 phút nghỉ theo luật của California, và cuối tuần thì weekend là thứ bảy chủ nhật các bạn được nghỉ. Và khi mà các bạn làm hơn overtime á, là hơn 8 tiếng một ngày thì công ty buộc phải trả tiền gấp đôi cho các bạn. Thí dụ mình làm, thí dụ các bạn làm là 40 đô một giờ thì nếu mà các bạn làm overtime sau 8 tiếng thì sẽ là 80 đô một giờ, nhưng mà cái tiền đó họ bắt mình đóng thuế một nửa thay vì 30% thì rất là nhiều. Nhưng mà Nắng Ấm khuyên các bạn cũng không có cần phải làm overtime, mình làm đúng giờ mình về, tại vì mình phải lo cho cái sức khỏe của mình cho chiến đấu thời gian dài, chứ mình không có nên ham tiền để mình chiến đấu một thời gian rồi mình bệnh thì cũng mệt lắm. Thì thứ bảy chủ nhật đó là những thời gian rảnh, thì khi mà các bạn có thứ bảy chủ nhật nó qua rất là nhanh. Buổi sáng thì các bạn cũng ăn uống nè, đó nấu ăn thì cũng đã trưa rồi, chiều rồi tối, cho nên thường là tranh thủ đi chợ nè, dọn dẹp nhà, lau nhà, rồi dọn dẹp, lau restroom, những cái việc mà mình không có thời gian làm trong tuần. Hoặc là có những cái chỗ họ có thể mở dentist, mình đi dentist, mình đi bác sĩ này nọ, rồi mình lo cho con cái, mình dẫn con cái mình đi chơi. Rồi nếu mà không có con cái thì hai vợ chồng cũng phải đi ra ngoài cho thoải mái, đi chợ búa, rồi đi nhiều cái chỗ để mình chơi, để mình thay đổi không khí, mình cảm thấy fresh để thứ hai mình có thể đi làm lại. Thì đó là vậy. Ở đây thì như các bạn biết là giống như mướn người làm rất là mắc. Một người mẹ Mexican là họ hay dọn dẹp nhà là mắc, là tiền rẻ nhất mướn một người là 1.000 một tháng, là người những người rẻ đó. Còn nếu mà đúng mà có người tới dọn dẹp nấu ăn thì chắc 2.000 tới 3.000 một tháng. Nắng Ấm có nói chuyện với một người làm trong hãng của Nắng Ấm thì cái anh đó mới có em bé là 9 tháng, thì hai vợ chồng đi làm là đều là scientist, là nghiên cứu á, thì anh đó gửi em bé gần chỗ hãng làm 2.000 một tháng tiền gửi em bé, nhưng cái chỗ gửi em bé nó gần và nó chất lượng cho nên đó là tiền họ gửi em bé mỗi tháng. Và khi mình làm việc nhà ở Mỹ thì mình cũng có những cái máy hỗ trợ giặt, đó là Mỹ họ có máy rửa chén, có nhiều bạn vào nó rồi Nắng Ấm dùng đĩa sạch để rửa làm chi, cái đó không phải. Khi mà các bạn có đĩa dơ thì mình dùng cái miếng bùi nhùi bằng nhôm á, mình làm một phát là nó rớt hết đồ, là mình bỏ vô máy rửa chén thì mình giúp cho máy rửa chén nó không có bị nghẹt, không có rửa nó sạch hơn. Thì mình làm vậy thôi, mình đỏ mình giúp, thì khi mình lô vào máy rửa chén thì nó chạy cỡ một tiếng là nó sẽ sạch sẽ hết, và nó rất là tiện lợi cho mình. Cho nên có những người họ không có quen xài thì họ nghĩ là không có giúp đỡ được họ, nhưng mà Nắng Ấm nghĩ máy rửa chén rất là tốt, và có máy giặt này nọ, có máy lau nhà, nhưng mà ở nhà Nắng Ấm thì không có máy lau nhà, phải tự lau nhà. Còn có những con vật nuôi thì ở đây Mỹ họ rất là thích nuôi mèo và chó. Cái thứ nhất, Nắng Ấm nuôi có một con mèo mập ú và có một con mèo nhỏ xíu. Thì nói chung là mèo ở Mỹ nó có một cái hay là nó bắt chuột cho mình, là khi nhà mình á để thức ăn lung tung thì ở garage hay có chuột, mà thường ở Mỹ không có chuột nha các bạn. Nhưng nếu có chuột thì các bạn nuôi một con mèo, thì con mèo ở đây nó không có bắt con chuột để nó ăn thịt, mà tại vì nó ăn đồ ăn mình đưa, mấy cái chip mình đưa á, mình mua giống như một bao gạo thì nó bắt ra rồi nó đưa cho mình, giống như nó nói nó đã làm việc xong á. Nhưng mà nhà Nắng Ấm không có chuột, tại nhà Nắng Ấm có một con mèo mập ú cho nên nó làm cho nhà sạch sẽ. Vật nuôi ở đây thì có con chó thì nó giữ nhà, thế ví dụ tối con trộm thì nó sẽ sủa, thì nó cũng làm công việc của nó. Cho nên nuôi chó Mỹ ở mèo chó mèo ở Mỹ nó không có quá tốn tiền. Con mèo của Nắng Ấm, chồng Nắng Ấm nói chích ngừa chỉ một lần trong đời, nếu mà khi mà trời nóng mình mua cái thuốc bôi lên cho lông nó để cho nó khỏi có rệt này nọ vậy thôi. Mình cho ăn thức ăn, mình cho nó ăn thức ăn của mình mua thì nó sẽ không bệnh hoạn gì cả. Chỉ khi nào vật nuôi ở Mỹ nó bị bệnh thì rất là tốn tiền, nhưng mà thường nó không có bệnh tại vì nó ăn uống sạch sẽ, rồi nó ở sạch sẽ, mình kiếp
Khi mà mèo các bạn chải lông nó mỗi ngày á, nếu mà mèo nó ngắm, con mèo nhỏ xíu nó ngắm cũng tắm cho nó đó, thì nó sẽ sạch sẽ, nó không có làm nhà mình dơ. Thì đó là vật nuôi sẽ làm cho các bạn đỡ bị stress nếu mà bạn nào yêu thú vật. Thì có những bạn ở Việt Nam cũng sẽ nghĩ là người còn đói huống chi con vật, tại sao phải nuôi này nọ. Nhưng mà thực ra con vật ở Mỹ mình nuôi cũng, thứ nhất không tốn tiền, thứ hai nó là bạn của mình để làm cho mình có bị stress. Tại cuộc sống ở đây rất là dễ bị stress, đó là tại sao họ hay đi du lịch, người Mỹ họ hay đi du lịch. Cho nên Nắng Ấm học được một cái khi mà Nắng Ấm ở Mỹ, thì Nắng Ấm cảm thấy là khi mà mình làm vừa đủ, khi mình có nhà cửa ổn định và mình có việc làm ổn định, thì mình nên đi du lịch, mình hưởng thụ một chút. Chứ bây giờ mình làm mà mình chết đi, mình cũng không có đem tiền được khi mình chết, cho nó làm cho mình căng thẳng thì không có tốt lắm. Và bây giờ Nắng Ấm biết là Mỹ là một trong ba nước làm việc cực lực nhất ở trên thế giới, làm quá nhiều quá stress, mọi người rất là than phiền. Nếu mà mỗi tuần mình chỉ đi làm 4 ngày 3 ngày nghỉ thì rất là tốt, nhưng mà họ bắt mình làm 5 ngày chỉ có 2 ngày nghỉ, rất là ít. Và Nắng Ấm biết được Nhật là đứng đầu về làm việc quá nhiều, bóc lột rất là nhiều, có những người họ chết ở trong hãng luôn. Thì cái hãng đó bị su là cái ông đó ông chết rồi, nói chung là rất. Còn đại hàng á, người đại hàng á, Korean là họ làm việc là đứng thứ nhì, là họ làm việc rất là nhiều, rất là stress. Nắng Ấm cảm thấy cái đó nó không có tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mỹ là đứng thứ ba trong những nước làm việc quá nhiều, cho nên khi mà mình đã tồn tại ở trên nước Mỹ và mình chịu chấp nhận sống ở nước Mỹ thì mình phải cày thôi nếu mà mình không có nhiều tiền. Nhưng mà Nắng Ấm nghĩ thì thôi, mình có sức khỏe và mình có mà một công việc tốt thì đó là rất là may mắn rồi, cho nên thôi thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn biết là cái guồng máy Mỹ, mình sống ở Mỹ như vậy. Và bây giờ nói đến cái chuyện vui một chút là cái ngành về nghiên cứu thuốc mà những người mà họ học lên PhD và họ có cái tên gọi của họ là scientist, là mấy người nghiên cứu mà có bằng PhD, thì họ làm rất là nhiều tiền. Và Nắng Ấm biết ở trong hãng mình, xung quanh hãng, những người xung quanh Nắng Ấm đều những người làm rất là nhiều tiền, rất là giàu, phải nói là những người giàu ở Mỹ. Nắng Ấm là người chắc là làm là trong số những người làm ít tiền nhất trong hãng. Và Nắng Ấm cũng không nghĩ mình giàu có, Nắng Ấm nghĩ là mình vừa đủ xài, chứ mình không có nghèo, không có phải trong diện low income là phải xin cái này cái kia, nhưng mà đóng thuế bình thường. Nhưng mà mình nghĩ mình không có giàu và mình không có làm nhiều tiền, mình rất là bình thường. Nhưng mà Nắng Ấm nói ở đây là những người sếp làm trong hãng thì Nắng Ấm nói cho vui. Một người director, thí dụ một cái có rất là nhiều chi nhánh, thí dụ có những cái nhóm gọi là chemistry, nhóm là nhóm về hóa chất, nhóm về biology, về sinh vật, thì cái ông mà ổng làm về director cho sinh vật á, gọi là senior director á, cho nguyên một cái nhóm đó, cái department đó thì gọi là senior biology của department đó, thì ổng làm 250.000 một năm. Ổng làm 250.000 một năm và ổng có hai căn nhà pay off ở Mỹ, chỗ đắt tiền, và ổng chạy một chiếc xe 100.000, ổng trả liền luôn và ổng có rất là nhiều tiền. Và có một cái bà sếp trong hãng của Nắng Ấm, thì cái bà cũng chỉ là một người scientist thôi, mà bà chồng bà thì có một cái company về software, về computer software ở Mỹ, thì chồng bà chắc cũng làm nhiều tiền. Và bản thân bà thì Nắng Ấm không có biết làm bao nhiêu tiền, nhưng mà bà chạy một chiếc xe hiệu Tesla, là xe chạy bằng điện không, và cao cấp ở Mỹ 100.000 cho một chiếc xe đó, thì chắc chắn nhà đồ cũng pay off. Thì đó là những người giàu ở Mỹ, họ rất là có là nhiều tiền. Nắng Ấm nhìn chiếc xe nó cũng rất là bình thường, ở trong cái screen là cái màn hình của cái xe đó nó rất là lớn, nhưng mà đó là những người mà họ có tiền thì họ chạy xe 100.000 một năm và nhà pay off và họ sống rất là thoải mái. Nhưng mà bù lại họ làm việc rất là nhiều và họ học lên cái bằng PhD, là các bạn biết cái bằng PhD thì học 8 năm, ít nhất 8 năm cho tới 10 năm thì mới xong cái bằng đó. Thì đó là những gì tiền họ kiếm được. Và cộng thêm, thế mà mình có bằng PhD mà mình phải
có mình phải giỏi, mình phải giỏi nói chuyện, mình phải giỏi chuyên môn thì mình mới làm ra được nhiều tiền. Còn những người tàn tàn như 4 năm, cỡ 4 năm như Nắng Ấm thì chỉ làm vừa đủ sống và ổn định thôi, và cũng ráng tiết kiệm tiền, chứ mà thất nghiệp một cái thì cũng hơi mệt tại phải trả tiền nhà. Còn những người giàu có như những người sếp ở trong hãng Nắng Ấm thì khi các bạn thấy họ làm rất là nhiều tiền, nghe rất là thích phải không? Thì tiếp tục làm. Bây giờ thí dụ như mình đi làm mà có hai vợ chồng ở California cùng đi làm, lương trên 80 này nọ thì hoặc trên hai người, cho dù lương trên 70, 80 thì hai người cộng lại thì có thể mua nhà ổn định ở Cali, và sống một cuộc sống bình thường như những người khác, không phải là giàu có gì. Nhưng mà nếu mà một người, chỉ một người trong gia đình, hai vợ chồng đi làm trên 100 ngàn một năm và vợ không đi làm thì cái chuyện mua nhà nó hơi khó. Tại vì cái thứ nhất là income mình lấy 100 ngàn mà sống ở Cali thì nó cũng khó khăn lắm, nó không có dư dả gì. Như các bạn biết thì Nắng Ấm nói mấy người giàu họ làm 250 ngàn một năm thì đó mới gọi là một cuộc sống thoải mái. Thì nếu mà được thì thường hai vợ chồng thì cố gắng mình đi làm. Thí dụ mình vợ mình hoặc vợ hay chồng, vợ mà mình không có làm nhiều, mình làm ít thì mình cũng giúp đỡ được tiền vợ bú, tiền này nọ thì sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn. Thí dụ như một người, thí dụ một mình chồng Nắng Ấm đi làm không á thì sống nó cũng vừa đủ nhưng mà nó không có được thoải mái lắm. Nếu mà Nắng Ấm và chồng Nắng Ấm cùng nhau đi làm á thì cuộc sống mình nó dễ thở hơn, nó có vẻ để dành tiền rồi, nói chung là nó dễ thở hơn, nó ok hơn. Chứ một người đi làm ở đây rất là khó sống, nhất là ở Cali. Thì đó là cái guồng máy đi làm ở Mỹ như vậy. Thì đó là những cái chuyện mà Nắng Ấm biết ở Mỹ và chia sẻ với các bạn. Thì nói chung mà nếu mà các bạn không có bằng cấp gì ở Mỹ đi làm cũng đừng có buồn. Nắng Ấm cũng nghĩ một người không phải là quan trọng bằng cấp hay không, hoặc quan trọng là họ có nhiều tiền hay không, mà một người cái ý chí phấn đấu của họ có cao không thì sau này họ sẽ thành công mà thôi. Thì Nắng Ấm chúc các bạn thành công nhé. Tại vì khi mà Nắng Ấm biết được những cái lương bổng của những người làm mà cao á, 250 ngàn một năm, hai vợ chồng, thí dụ vợ làm 250 ngàn một năm, chồng làm 250 ngàn một năm là 500 ngàn một một năm. Oh my god, đó là những người giàu ở Mỹ. Thì thường là họ những người mà sinh đẻ ở đây và học cao, học lên bác sĩ, là hai người cùng có bằng bác sĩ, bằng PhD là bằng nghiên cứu. Thì thường đó là bằng PhD scientist ở Mỹ, thì đó là cái lương bổng 500 ngàn cho hai vợ chồng thì trở thành người giàu, thì họ rất là sống cuộc sống, có cuộc sống thoải mái. Nhưng mà để đến một cái mức mà cái độ mà học cao như vậy thì nó rất là khó. Nắng Ấm nghĩ mình có bằng 4 năm là cũng cố gắng nhiều lắm rồi. Cho nên ở đây bằng cấp nó quyết định rất là nhiều, chứ không phải mình nghĩ. Tại vì mình, ví dụ xung quanh của mình là những người làm chỉ bao nhiêu đó tiền thì mình chỉ biết cái cuộc sống xung quanh vậy và mình nghĩ cái người đó là làm cao. Nhưng mà xung quanh những người làm chung với Nắng Ấm là những người quá là giàu luôn. Và Nắng Ấm nghe Nắng Ấm cũng giật mình luôn. Tại vì mình Nắng Ấm là bình thường, mình không có giàu có. Khi mà mình nghe những người giàu có, và Nắng Ấm đã ngồi vào chiếc xe mà 100 ngàn một năm của sếp của Nắng Ấm, và Nắng Ấm cảm thấy mở mang đầu óc hẳn luôn. Tại vì sếp của Nắng Ấm, cô ấy là sếp, Nắng Ấm có một người sếp rồi, sếp của sếp Nắng Ấm á, thì cô ấy rất là bình dị, mặc đồ đeo ba lô, không phải là nhìn là không biết là người giàu luôn á, mà chạy chiếc xe 100 ngàn một năm thì quá là dữ dội. Thôi thì video chia sẻ ngày hôm nay đến đây là hết, và Nắng Ấm hy vọng các bạn thích những chủ đề như thế này. Những chủ đề này Nắng Ấm không có lên mạng kiếm mà để nói chuyện với các bạn, mà đó là từ những kinh nghiệm thực tế, từ những cuộc sống của mình ra sao. Và Nắng Ấm cũng chia sẻ ở đây thì khi mà Nắng Ấm làm cái YouTube này, Nắng Ấm cảm thấy rất là thích, rất là vui. Nhưng mà cái thu nhập trên YouTube thì Nắng Ấm có chia sẻ với các bạn là nó rất là ít. Nhưng mà nó ít ở đây, nhưng mà có còn hơn không. Có nghĩa là nó có thì nó sẽ nhiều lúc Nắng Ấm ăn vặt,
hoặc là mua những cái gì nhỏ nhỏ thì có cái này thì khá là vui, làm cho mình có nhiều động lực để mình làm nhiều video hơn. Nhưng mà nó ít lắm thì Nhân Ánh để chia sẻ nó không có thể nuôi sống bản thân, nhưng mà đó là giống như là quà vặt á thì khá là vui. Cho nên nếu mà các bạn muốn ủng hộ mình để tại vì cái niềm yêu thích làm video của Nhân Ánh khá là lớn, cho nên tiền kiếm được nó không có đủ trả cho những gì Nhân Ánh đã làm ra, nhưng mà mình thích thì có chút xíu gì cũng vui. Cho nên nếu mà các bạn muốn ủng hộ mình thì hãy nhấn subscribe để cho Nắng Ấm càng phát triển cái kênh này. Khi mà Nắng Ấm làm những cái này mà có những cái comment mà positive, là những người nói là Nắng Ấm nói chuyện rất là chia sẻ rất là thật và có trình độ và làm giúp đỡ được nhiều người, thì cái đó Nắng Ấm rất là vui. Đó là những gì mình muốn, cho nên hy vọng thì kênh channel này sẽ phát triển hơn nữa, và Nắng Ấm rất là thích làm video và hy vọng là trong tương lai mình sẽ làm thêm là nhiều video nữa, trừ khi mà có cái công việc này quá bận rộn thì thôi. Thì hôm nay là sáng thứ bảy, hiện tại là 12 giờ rưỡi trưa rồi, thì bây giờ Nắng Ấm sẽ đi ăn trưa thôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và Nắng Ấm sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.